Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Thắng, chuyên gia về sản phẩm máy nhãn của hãng Brazza Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ mở hộp và giới thiệu máy nhãn PT E110. Đây là dòng máy in nhãn nhỏ gọn, cầm tay, có pin và rất là tiện dụng, hỗ trợ gõ cả tiếng Việt. Trên bao bì của hộp máy nhãn PT E110 thì cũng ghi rất là rõ. Đây là máy hỗ trợ công cụ dán nhãn công nghiệp, hệ thống in nhãn dạng cầm tay, lý tưởng cho thợ điện, thợ sửa chữa, thợ xây dựng công trình, ghi rất là rõ. Máy thì hỗ trợ gõ tiếng Việt, phông VNI. Ngoài ra thì rất là tiện dụng cho mọi hình thức sử dụng, ví dụ như là máy có thể lắp 6 quả pin 3A, pin dạng pin tiểu, pin nhỏ về để sử dụng. Ngoài ra thì máy thì rất phù hợp với các cái thao tác quản lý thông tin trong ngành điện, viễn thông, rồi hệ thống mạng cũng như là trong gia đình. Nhãn gọi là in thông tin trong gia đình đơn giản thì cái máy này cũng có thể đáp ứng với cái mức giá rất là phù hợp. Sau đây tôi sẽ mở máy giới thiệu đến quý vị và các bạn. Máy này thì cầm tay thì là siêu nhỏ gọn. Khi mở hộp máy thì sẽ có phiếu bảo hành. Phiếu bảo hành thì có số serial number đi kèm với từng máy một. Và có một hộp nhãn demo 9mm đi kèm. Nhãn demo thì là nhãn Flexible ID. Nhãn này thì là nhãn siêu dẻo, cũng phù hợp để đánh dấu điện mạng, viễn thông. Cũng nó cũng có thể in nhãn tiêu chuẩn thông thường, dán trong cái yêu cầu bình thường của mình thôi. Đây là một cái hướng dẫn sử dụng nhãn và máy. Đấy, bao gồm tất cả. Còn đây là máy mới đây. Máy mới thì được bọc ni lông rất cẩn thận. Sau đây tôi sẽ mở máy mới. Máy nhìn trông rất là công nghệ. Máy hỗ trợ gõ tiếng Việt. Đó. Đây là máy mới thì tôi sẽ mở nắp máy. Đây là thao tác in có thể lắp cái hộp nhãn vào cái khay này. Và đây là khu vực lắp 6 quả pin 3A để sử dụng. Tôi cũng sẽ đóng nắp máy mới lại và tôi sẽ mở một cái máy tương tự ra. Đây, tôi sẽ đóng nắp máy mới lại đây. Và cái máy tương tự đây, đây là một cái máy demo của tôi. Tôi sẽ in thao tác in luôn tại chỗ với máy này. Thì hiện tại là tôi đã lắp cái hộp TZE631 khổ 12mm chữ đen nền vàng và 6 quả pin 3A là pin nhỏ đấy ạ. Thì sau đây tôi sẽ thao tác in mẫu cho các bạn. Sau đây là thao tác bật nguồn này. Đấy, mình có thể gõ phông tiếng Việt VNI. Đấy. Thì bàn phím QWERTY đấy ạ. Chúng ta gõ nội dung, soạn thao tác ở trên đây. Sau đó chúng ta bấm lệnh in ở đây. Ngoài ra chúng ta có thể thao tác ví dụ như là sang trái, sang phải, bấm OK, thoát khỏi chế độ ví dụ như là mình đang soạn, hoặc là bấm preview xem là cái nhãn mình in ra như thế nào. Thì tôi mới soạn được một đoạn nội dung thì tôi sẽ bấm lệnh in và lựa chọn in. Máy này thì bấm cắt thủ công bởi vì giá thành của máy tương đối rẻ. Đấy. Thì tôi mới in ra một đoạn nhãn thì tôi có thể bấm cắt ở cạnh máy đây. Đây, bấm cắt ở cạnh máy này. Sau đây tôi sẽ bấm cắt đây. Đấy. Thì đoạn nhãn tôi in ra thì là tên của tôi và số điện thoại di động. Đấy. Thì thao tác bóc nhãn rất là dễ dàng. Bóc nhãn thì ngay cái nhãn này in ra chúng ta đã có một cái đường cắt ở giữa. Đường cắt thì nó nằm ở đây. Chúng ta có thể bẻ đôi nhãn này ra thì nó có một đường cắt ở cái phần đế của nó. Đấy. Đấy. Nó ngay một cái đường cắt ra hai cái phần đế nhãn, nó rất là dễ tách. Đấy. Thì sau đó thì đây là cái đoạn nhãn để mình có thể dán lên bề mặt. Thì thường là ví dụ như là nếu mà nhãn tiêu chuẩn thì dán lên bề mặt phẳng, siêu dẻo dán lên bề mặt cong nhỏ, và siêu dính thì dán lên những bề mặt khó bám dính. Đấy, thì đây là những loại nhãn dùng cho máy in nhãn. Và nhãn máy in PT E110 thì in khổ 69 12mm thôi, và những cái nhãn đánh dấu thông thường
ta có thể in đánh dấu lên, ví dụ mặt bàn đây này, đánh dấu lên phần này, đặt nội dung của nó ở đây. Thì sử dụng máy E110 rất linh hoạt, giá thành hợp lý.